Nó ấp hay vậy? Lụm ở ngoài trước đi. Gà đậu luôn, nó ấp luôn hả? Hai là chiều lên ổ cho nó ấp. Hai chiều lên cho ổ ấp đi. Ổ này cũng muốn ấp thôi nè. 2, 4, 6, 8, 9. Ừ, ổ thì muốn ấp nữa nè. Thì sao đó? Gà đậu đổ ra đây nè. Để nó ra, để kệ, kệ nó. Thật, khóa chứ đâu. Thôi, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 8, 10 trứng hả trời? Rồi bên kia. Bên kia là mới ổ ba trứng rồi đi, ba trứng nó hổm này nó không đẻ rồi. Cái ổ bốn trứng nó mới đẻ hồi sáng đó, lụm luôn đi. Chung ra kìa. Chung ra hả con? Ấp rồi, nhà ấp rồi. Ấp con ấp đi. Đem đi cho máy ấp, ấp ra rồi mai mốt coi chừng nào nó ấp thì bưng ngược cái ra cho nó ấp. Không có trứng thì sao nó ấp được nó? Thì ấp chứ, trứng ngược trả nó. Cho nó ấp. Chứ giờ sao để nó hư á. Trời ơi. Hai ba con gì đẻ hay gì đó. Nó nói đây nè. Bên đó có mấy trứng nè. Sao ta? Cái máy đụng nó sình sình đây không biết sao. Cho nó 11 trứng, cho nó mấy cái mấy ngày chưa đâu hư rồi hả? 8 ngày rồi đó. Nó kéo rồi ổ này bữa nó đẻ 3 4 5 trứng đây nè. Bữa tao nó ổ cái này là bữa nào ta? Cho nó ăn từng để 8 bữa tại vì cũng 7 nha. Thì 7 8 bữa. 3 ngày nó ấp cũng được. Đâu có sao. Gà ăn vịt nó đẻ 12 qua trứng cũng đâu có sao. Rồi, vậy đi. Lấy cái này ấp thôi. Chịu quá vậy. Có cái mấy ngày mà nhầm gì? Đem cái máy này ấp luôn. Để cái máy này không biết nhiệt độ nó thiếu hoài này không biết sao. Hay là mua cái máy mới. Cái gì nó xác mà thiếu gì trời? Xác nó thiếu nhiệt độ, thiếu độ ấm đâu chứ. Thiếu độ ấm mà tôi sợ cái ống thông rồi nè. Làm gì? Thông này nó sợ bảy 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 nước đủ, nước đủ. Này chùm lại nó mới lên 37.5. Nè. Bỏ luôn cái dĩ này vô. Không có, bà lấy cái viết bà ghi ngày bữa nay là ngày 26 tháng 2. Trứng nó trứng không có chấm. Mấy giờ tí hon á. 26. 26 tháng 2. Này là trứng gà sư tử. Này chưa ấp. Gãi cho nó đều ra, cho nó đều hết cái mâm này luôn, đặng vô cho nó cân. Rồi, lấy
cái mâm nó ra để vô cái mâm mâm đầu tiên nè. Mày muốn cũng để vô cái nhấn cái nút này nè. Bà hảo này bà có biết nhấn không? Không, tao đâu có ấp rồi bà ấp làm tao đâu biết đâu. Nhấn nút này cho nó lên cho nó bằng rồi mới để vô được. Hoặc lấy ra là phải nhấn lên cho nó nhấn đè vô vậy nè. Rồi rồi. Đó. Tao biết hôm đó này bà làm thì tao đâu làm, tao đâu có biết đâu. Mình dưới được mấy trứng nhé. Ủa sao mày để vô chưa vô tới mà có công đâu công vô rồi đó công dưới này nè. Mày có gọi lộn không? Có cái mày gọi còn còn sót con đó nha. Sót gì nó trong veo đó, sót gì. Cái đâu mà dứt thân chứ trời. Mấy gà chờ tí hon rồi sao nó đập không có trống nè. Quá trời luôn, có mấy trứng có trống mà. Còn nhiêu đây trứng không có trống. Ủa này. Này không ấp hả? Cái đó chưa ấp. Dạ, có dĩ không mới vô. Có dĩ lại tại sao? Dĩ ấp hết rồi. Còn cái dĩ này nè. Còn dĩ còn dĩ cái máy này nè để đâu? Nên có. Có kệ đi để ngoài hết bữa cái dĩ dưới nó nở cái bắt đầu lấy dĩ dưới để vô. Đục. Chùm lại. Máy ấp này nó bị gì rồi? Sáng giờ bữa nay chủ nhật điện cho thằng kia điện được. Mình chỉ thực ra máy điện tử mà chùm nó lại vậy nó mới đủ nhiệt độ. Nó gà đang mùa nắng nóng mà phải chùm lại. Ê, mấy chiếc gà thích chiếc biến chuồng nào không? Chuồng nào? Chuồng nãy ông gà mày bắt gà trống lên này nè. Nó bắt không bắt. Nó chiếc không à? Không có trống à? À, hôm nay tiếp tục lụm trứng vô ấp cả nhà ơi. À, thấy nó là lúc ấp lúc chơi thấy nguy hiểm quá thôi lụm vô cho máy ấp luôn. Nhiêu? Vậy là nó đẻ thêm bà ơi. Lụm ấp đi. Tính đâu nó ấp thì để cho nó ấp còn này nó không nó này nó còn đẻ mà. Không không lụm luôn ta. Lụm luôn đi. Ổ này có ấp rồi nè. Ổ này sao nở được cái ổ kia không kia. Ấp răng bóng trứng rồi nè. Nó ấp mà nó ra vô thấy nó ở ngoài nhiều hơn trong ổ mà. Mà trứng nấm hỉnh rồi mày. Hả? Trứng nấm hỉnh à. Ấp về đạn hả? Điều lắm á. Nè, ở 12, 4, 6, 8, 10, 11 trứng. 14. Nhiêu? 24 trứng hả? Chết mẹ nó dòm nè, chết mẹ rồi. Tội nghiệp quá à. Vậy vì sao? Áp luôn chứ sao vậy? Đi, áp luôn đi. Để ra lấy đèn tôi gọi được biết. Cái trên không được mấy trứng? À, 7 trứng hả? 8 trứng hả? Có chừng lỗ hụt gà nha. Cái mẹ nhắm gì trời? Hả?
mà thôi trả 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 đều đi rồi mới mới chiều tôi gọi cái tôi lấy rồi. Có trứng có nó là chỉ máu rồi đó, không biết nó áp không à. Là chị máu rồi kệ đi, mất chừng nói hết tính sao chứ chưa đem em có là chị máu có con rồi đó. Thì nó có con rồi đó. Làm điều ra. Điều ra cho nó. Cho nó quay cho nó điều. Giờ có trứng nào mà nó áp? Hà đem bị mớ hộp gà để vô coi. Trời ơi tội nghiệp không, nó chạy vô nó kiếm kìa. Trời ơi. Tội nghiệp không? Trời ơi. Nó chạy vô nó kiếm kìa. À, tội nghiệp đã hết sức chờ hai con luôn, chết mẹ rồi. Chấm. Mày có đẻ không? Quyết tâm nó đạp con vịt này mà được, còn được nó mới chịu. Người ta đang đẻ, người ta đang ấp mà nó vậy đó. Đang đẻ đang đang ấp mà nó quyết tâm được nó đạp. Hết sức. À, để bây giờ mình lấy mấy trứng gà mình vô để vô ổ là trở lại cho nó ấp nha các bạn. Tại bây giờ không biết đang lưỡng lự là không biết nó có ấp đều hay không để nó hư uổng. Cho nên mình đem vô máy ấp giờ đem ra. Ít quá vậy. Mớ nữa đi. Đem hết cái thùng giấy ngoài đi. Hết luôn hả? Ừ, hết luôn đi. Bằng cái trứng nó luôn đi chứ. Bên 6 trứng đi, bên 5 trứng đi. Để thử coi nó ấp coi nó thành công không. Ừ. Nguyên ổ đi. Nó thấy miếng hấu nó chạy giết lại đầu cắt cho nó dài miếng gì hấu nữa kìa má. Ăn hết trơn rồi. Nó ăn hết trơn còn cái nhỏ không à. Cắt nó nữa đi. Để nó đang đẻ nó thiếu mồi tội nghiệp đó. Ủa nó chung chóng rồi hả? Hả? Ủa nó chung chóng rồi hả? Chung nào hay ta? Trời lấy trứng của người ta. Lấy trứng người ta đem trứng gà vô. Trời ơi. Chấm. Chấm đẹp quá. Vậy đi. Mời chiều trứng vịt nó đẻ ra mình dần biết mà. Trứng
Nhưng mà chịu cho áp nó nở ăn xin con gà. Rồi bà không cắt gì hết không ạ?